Quý thầy, quý cô sản xuất ra những loại kinh sách, cúng bái, kệ hát, giọng cao, giọng thấp để cúng dâng tiễn linh theo tiếng trống, tiếng kèn, tiếng mõ, tiếng nhạc rập rừng, du dương áo não để ru lòng người ham nghe sai thức, làm những điều mê tín phá giới luật của Phật. Rồi cũng từ đó, quý thầy soạn xuất ra những loại kinh sách để an ủi người Phật tử khi đau ốm bệnh tật, khi sân hận thù oán, khi phiền não tái tê, khi ganh tị hơn thua và khi tử biệt sanh ly. Những kinh sách này không phải để tu hành làm chỗ thanh tâm giải thoát sanh tử, mà chỉ để làm dịu bớt cơn đau buồn, cơn đau, cơn buồn khổ. Nhờ đó, quý thầy, quý cô mới tiêu thụ được món nợ trai tăng cúng dường của quý Phật tử. Như vậy, còn thì giờ đâu mà quý thầy, quý cô tu hành? Tu không phải là một việc dễ làm. Phải thường hàng tập sửa những sự sai lầm của chính mình, phải thường hàng gìn giữ giới luật nghiêm túc, cho nên không thể một sớm một chiều mà thành tựu được. Kinh sách Phật được bày bán la liệt, không còn có vẻ tôn nghiêm. Ngoài hè phố, ngoài lề đường, và cũng vì thế mà người tu theo Phật giáo thời nay rất là hời hợt. Đó là những điều làm sai của thời đại Phật giáo ngày nay. Quý thầy, quý cô đã quên hết, chỉ còn biết làm danh làm lợi trên những đống kinh sách này, đem hết cuộc đời của mình, bỏ hết thời giờ quý báu thay vì để tu tập giải thoát ra khỏi cảnh đời đầy ô trượt. Thì quý thầy lại chôn mình, thì quý thầy quý cô lại chôn mình trong bùn lầy danh lợi hô tranh, làm mất giá trị pháp bảo của Phật. Quý thầy quý cô hãy nghiêm khắc mình trong giới luật, thực hiện thiền định sâu màu là quý thầy quý cô đã phổ biến pháp bảo quý báu của Phật đến tận hang cùng ngõ hẻm của con người. Chứ không phải việc tung kinh viết sách bài bán khắp chợ là phổ biến pháp bảo. Đó là quý thầy quý cô đã ném pháp bảo xuống bùn nhớ hôi thối. Kính thưa quý vị, khi nghe chúng tôi nói đến đây, quý vị về suy ngẫm lại, đừng vội lên án chúng tôi là hồ đồ. Kính thưa quý vị Phật tử, kinh sách bài bán la liệt mà người tu bây giờ chẳng ra làm sao. Nghe chính bản thân của quý vị tu hành thì quý vị cũng tự biết lấy rất rõ ràng. Kinh sách Phật là để cho người tu tập giải thoát, chứ không phải để an ủi người đời. Bởi vậy Phật giáo ngày nay không có người tu chứng là vậy.